Năm mới 2023 tôi nguyền rủa ba biểu tượng cờ búa liềm cờ đỏ sao vàng và hình tượng Hồ Chí Minh bị toàn dân dẫm đạp dưới chân. Tôi là người Việt Nam. Tôi thấy vô cùng nhục nhã khi những thằng Việt Cộng sử dụng cờ búa liềm có nguồn gốc của Liên Xô có từ 1917 làm cờ đảng của chúng. Còn nhục nhã hơn nữa, những thằng Việt Cộng đã và đang sử dụng cờ đỏ sao vàng của tỉnh Phúc Kiến bên Tàu làm cờ Tổ quốc. Và còn vô cùng nhục nhã hơn nữa, khi những thằng Việt Cộng vẫn còn tôn thờ và dựng tượng đài tên gián điệp giặc tàu Hồ Chí Minh. Cũng năm mới tôi chúc cho toàn dân Việt Nam của tôi được sống sung sướng và hạnh phúc hưởng được tự do, dân chủ, nhân quyền.